riêng tao là tao đã kinh nghiệm với mày rồi, lần này tao sẽ đáp nhẹ nhàng thấy không, như cái tập trước là tao đáp là tao bay cái tay vô trong luôn mà, tao đáp cái tay vô trong cái bàn luôn mà, nhớ mày. Ok, I'm fine. Quên nó đi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Devil Gamer. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái trò chơi mà các bạn khá là yêu thích dạo gần đây. Đó là chơi người hàng xóm nghịch tinh. Chúng ta sẽ qua tinh nghịch. Rồi chúng ta sẽ qua nhà cái ông hàng xóm đó và chúng ta sẽ nghịch tinh ổng. Mà a perfect mà. Ta sẽ biến thái. Hỏi về cái đầu phải không? Thì cái này là màu tóc mới, các bạn thấy có hợp không nào? Nó chơi chứ thì cái màu này tí nó bay à. Tại mới đi quay về nên cái màu tóc xịt nó dính sẵn, tí xíu tắm là hết. Màu màu nhìn vui à. Mặt. Thôi, không có chém gió nữa, và bây giờ chúng ta sẽ vào nghịch tinh thôi. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ xem Chris đầu đầu nâu. Này là màu gì ta, màu màu cam nâu á. Chris cam nâu, vô nghịch tinh đâu mà hàng xóm, không. Ok, chúng ta khám phá nhà chúng ta chút đi. Vâng. Vòi nước không mở được. Cái bồn này không thể giật được rồi, lỡ đi ỉa rồi sao? Quất cục cước đây rồi xong đứng nhìn cục cước luôn hả? Đáng buồn phiền như một cái căn nhà mới vậy. Có thư nè. Có đứa nào gửi không, không mở được luôn, chán. Ủa rồi mất hết đồ luôn đó ta. Ý, cha nội hàng xóm. Ồ, là mỗi lần là chúng ta vô là chúng ta bị reset game hả các bạn? Adu. Cái đèn pin. Cái nấu thì làm được gì? Vật. Ông đâu ta? Tao chiếu đèn à. Tèo vờ lờ. Ông đang làm gì á? Má nghe tiếng như ông đang đá vậy bà. Chết rồi, bây giờ là quên cái cách
Thấy rồi. Teo vãi. Gì vậy? Ông dòm. Ông dòm đi làm gì ta? Ông dòm đi dòm chứ làm gì mà. Nó đâu rồi? Ủa ông đâu ta? À, nhớ rồi, phải vô phòng này. No! No! Chạy level lên. Quên, quên mấy bạn. Đó. Phải cướp được cái chìa khóa. Cái chìa khóa là cái mấu chốt của vấn đề, hiểu không? Rồi, tập thể dục đi. Ấy. Ôi vãi. Khoan, giờ phải cho ông bắt đã. Cho ông bắt rồi kiểu giống như reset lại vậy đó. Đó. Cái chìa khóa này mở ở đây, lấy cái súng. Ủa, what the fuck? Không phải hả ta? À, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Ui vãi. Ui. Thấy mẹ ơi. Ui. À! Khó dữ ta. Chó dí hoài. Ok. Rồi. Ở đây chúng ta lấy cái này. À. Khóa này chắc dục đi ha. Xe ben. Ok. Cái này làm được gì đây? Úi. Sao mở gì vậy?
Này không phải. Như là này đúng không? Chính xác. Chúc mừng bạn. Yeah, coi súng. Ông dòm. Bước đi. Này. Nãy tôi mới quýnh được mà. Úi. À, cái súng để bắn cửa sổ bạn. Nó bắn rồi. Rồi biết rồi, cái súng là để bắn cửa sổ. Ok. Cái mỏ lết này các bạn hướng dẫn mình là vậy. Ủa? Xong đẩy nó ra được. Mới là mở thôi hả? Mày có cái gì xoay hả? Này được không? Đù. Khó à ba. Tôi kiếm được cái con vít dặn đúng không ta? Bạn nhớ hướng dẫn mình nha. Bạn là chơi cục cho đầu. Bye đại. Mẹ. Chết mày. What the fuck? Quái thanh niên. Má chạy nhanh vậy. Gần á. Okay. Lẹn vô. Cái remote. Chuông. Đây có gì không? Mà không có gì vậy? Thuốc ngủ. À, từ. Thuốc ngủ không? Suy nghĩ coi. Thuốc ngủ. Chắc là bỏ vô đồ ăn. Ngủ rồi bỏ vô đồ ăn của ổng không ta? Má.
Ôi, thằng này ngủ rồi. Bây giờ mình phải làm cái gì nữa các bạn? Bây giờ phải lấy con vít hả? Lấy cái tu vít. Má mà ở đâu chứ? Cái này cái bình điện nè. Má nổi da gà và lờ. Các bạn hãy hướng dẫn cho mình đi tiếp coi nào. Thuốc ngủ làm gì? Đèn pin làm gì? Xà beng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ để lại một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Và hãy chia sẻ với mình cái cách mà để sử dụng những cái đó. Thật sự là mình không có biết xài những cái đó nữa, hiểu không? Thì rất là khổ tâm. Hơn nữa thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau những cái bí quyết để mà giải quyết cái những cái món đồ đó. Tiếp theo là quyết phải làm cái gì? Hiện tại là quyết không biết không? Thì các bạn, các em, các anh chị, các cô chú, các ông bà hãy giúp quyết nghịch tinh ông nội đó. Nói chung là nãy giờ tôi nghịch game luôn rồi, tôi cũng không biết tôi làm gì luôn. Quá buồn. Làm này chuẩn bị cái đầu đồ ghê lắm, vô phá không, vô phát hiện được thêm lỗ hút ngủ hết rồi. Và các bạn có thể cập nhật thông tin ở trên Cẩm Nang Game Thủ ha, thì các bạn có thể dễ dàng tìm được Facebook đó, và Facebook cá nhân của mình là Chris Devil Gamer ha. Rồi thì xin chúc tất cả các bạn có một tháng thật là tốt lành. Yeah.